Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 2 tập 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Trang 58. 37 ta cộng với 25. Thì chúng ta làm gì đây? Chúng ta xem đây là 37 ta cộng 25. Như là 37 này tách nó ra là 30. 30 nó chính là bằng 30. Được không? Một cái này là 10 này. Được không? 10, 20, 30 là 30. 30 với 1 2 3 4 5 6 7. Như vậy là 7 đơn vị nè, cái này là đơn vị này, cái này là chục này, được không? Rồi cái này cũng tương tự vậy là 5 đơn vị và 20. 20 là bằng 20. Đây. 10, 20 đó, và 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 5 đơn vị. Rồi chúng ta cộng hai cái này lại. Như vậy cái phần chục với phần chục này là 30 với lại 20 là 50. Được. Chúng ta có là đây, 30 của này và 20 của này. Như vậy tổng cộng này là được là 50. Còn hai cái phần lẻ thì chúng ta cộng lại. Nè, phần lẻ này là bao nhiêu đây? 7 đúng không? 7 ta cộng với 5. 7 ta cộng với 5 thì nó ra được là 10 nữa. Đó, 10 và nó dư được 2. Đó, 7 cộng 5 là 12. Như vậy là được 10 nữa. Và cái này là dư 2. Như vậy tổng cộng chúng ta có 10, 20, 30, 40, 50 và đây 10 nữa là 60. 60 và 2 đơn vị như thành là 62. Đó, thành là đây. 1 2 3 4 5 60. 60 và 2 đơn vị. Dạ. Rồi như vậy cái này chúng ta phải đặt phép tính, chúng ta tính như thế này. Ta tính theo cột dọc như sau: 37 ta cộng 25. Chúng ta đặt thẳng hàng nha. Cái hàng đơn vị với hàng đơn vị này thẳng thẳng cột chứ. Thẳng cột. 3 với lại 2 này ở hàng chục thì chúng ta đặt thẳng cột với nhau. 7 ta cộng với 5 là bằng 12, viết 2 ta nhớ 1. Nó từ 10 trở lên thì chúng ta nhớ. Như vậy là 12, viết 2 ta nhớ 1. 3 ta cộng với 2 là bằng bằng 5, 5 với 1 nhớ là bằng 6. Được. Như vậy đầu tiên thì chúng ta phải cộng bên tay phải trước, rồi sau đó chúng ta mới cộng bên tay trái. 3 ta cộng cho 2 bằng 5, 5 với 1 nhớ bên này qua nữa là bằng 5 cộng 1 là bằng 6. Đặc tính 7 ta cộng với 5 là bằng 12. Đây, 7 ta cộng với 5 là bằng 12. Chúng ta viết thẳng cột nha. Viết 2 ta nhớ 1. Qua đây, 3 ta cộng với 2 là bằng 5. 5 ta thêm 1, thêm 1 là bằng 6, viết 6. Như vậy là 37 ta cộng với 25 là bằng 62. Chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 1, tính. 32 ta cộng với 29. 2 ta cộng với 9 là bằng 11. Viết 1 ta nhớ 1. 3 cộng 2 5, 5 1 nhớ là bằng 6. 5 ta cộng với lại 8 là bằng 13. Viết 3 ta nhớ 1. 1 ta cộng với 3 là bằng 4. 4 với 1 nhớ nữa là 5. 6 ta cộng với lại 7 là 13. Viết 3 ta nhớ 1. 3 cộng 4 7, 7 với 1 là nhớ nữa là 8. 7 cộng 7 là 14, viết 4 ta nhớ 1. 6 cộng 1 7, 7 cộng 1 nhớ nữa là 8. Bài số 2, đặt tính đầu tính. Rồi, chúng ta đặt đây luôn. 19 ta cộng cho 43. Nha. Rồi, 58 ta cộng với lại 26. Rồi chúng ta đặt hết luôn, chúng ta tính ha. 47 ta cộng với lại 14. Rồi, 66 ta cộng với là 25. Chín ta cộng với 3 là bằng 12, với 2 ta nhớ 1. 1 cộng 4 là 5, 5 1 nhớ là 6. 8 ta cộng 6, 14, với 4 ta nhớ 1. 5, 2, 7, 7, 1 nhớ nữa là 8.
7 còn 4 là 11, viết 1 ta nhớ 1. 4 còn 1 là 5, 5 1 nhớ là 6. 6 còn 5 là 11, viết 1 ta nhớ 1. 6 2 8 với 1 là 9. Bài số 3. Tìm lỗi sai trong mẫu phép tính sau rồi sửa lại cho đúng. 29 ta cộng 4 17, 9 ta cộng cho 7 16, viết 6 ta nhớ 1. 2 cộng 4 là 6, 6 1 nhớ là bằng 7. À, như vậy chỗ này số 7 chứ không phải là số 6. Đây là 29 ta cộng 4 17 nè. 9 7 16, 6 nhớ 1 nên là bằng 7. 7 ta cộng cho 4 là bằng 11, viết 1 ta nhớ 1. 5 3 8 8 1 9, cái này cũng sai ngay chỗ này. 37 ta cộng với lại là 54. 7 4 11 1 nhớ 1 91. 2 ta cộng cho 6 là bằng 8. 4 ta cộng 3 là bằng 7. Bên này 2 ta cộng với lại 6 là bằng 8, đâu có nhớ đâu, nó phải từ 10 trở lên. Đó, từ 10 trở lên chúng ta mới nhớ, còn dưới từ 9 trở xuống chúng ta không có nhớ, được không? Cho nên trên này tự nhiên nhớ qua là không có, lấy đâu có nhớ. Từ 10 trở lên chúng ta mới nhớ. Này bằng 8, này bằng 7. À, sai chỗ này. Chúng ta qua bài số 4. Một trang trại có 28 con dê đen và 14 con dê trắng. Hỏi trang trại có tất cả bao nhiêu con dê? Như vậy thì người ta hỏi tất cả thì chúng ta phải cộng lại. Rồi chúng ta giải. Bỏ bao nhiêu, bỏ số con dê trang trại đó có là, giải số con dê trang trại đó có là. Dạ, 28 con dê đen cộng cho 14 con dê trắng bằng 8 cộng 4 12, với 2 đây nhớ 1 là 42 con. Đáp số. Bốn mươi hai con dê. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.